Xin chào tất cả quý vị trở lại kênh YouTube của Mắt Hôn. Hiện tại thì Nhật An đã có mặt tại 162-164 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là trụ sở của Mắt Hôn miền Nam và hiện tại thì tôi đang có mặt tại tầng 2. Đây sẽ là nơi mà chúng tôi sẽ trưng bày một số những cái vật phẩm ở trong nhà vệ sinh, nhà tắm, cũng như là ở đây quý vị có thể thấy là sơn Mắt Hôn ha. Ngay phía sau của Nhật An thì quý vị sẽ thấy là ở đây chúng tôi sẽ có một số những cái mẫu bồn tắm để gia chủ có thể lựa chọn, đặc biệt là cái khu vực này quý vị, đây là bồn tắm kết hợp với một cái khu vực tắm đứng và cả xông hơi ở bên trong nữa, rất là tiện nghi luôn nhé. Còn ở đây thì chúng tôi sẽ trưng bày một số những cái mẫu sơn của Mắt Hôn, trong đó có các dòng là sơn nội thất, sơn ngoại thất khác nhau để quý vị có thể lựa chọn tùy theo cái vị trí trong nhà mà chúng ta sẽ lựa chọn cái dòng sơn cho hợp lý ha. Còn đây là một cái cuốn hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công của chúng tôi. Ở phía bên trong thì chúng tôi sẽ có đầy đủ tất cả các thông tin từ các mặt bằng này ha, mặt đứng nè, mặt cắt nè, rồi liên quan đến hồ sơ kết cấu, rồi các bản vẽ liên quan đến điện nước nữa, tất tần tật đều sẽ được thể hiện rất là đầy đủ trong bản hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công này. Xây nhà nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Bạn đang gặp khó khăn trong vấn đề xin cấp phép xây dựng. Bạn đang thiếu vốn để xây dựng căn nhà của mình. Đừng lo lắng vì xây nhà đã có Mắt Hôn. Mắt Hôn, hệ thống thiết kế xây dựng trọn gói lớn nhất Việt Nam hiện nay với hơn 5.000 thợ tay nghề cao được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp, thi công gấp rút tận tụy với khách hàng, sử dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào thi công. Cùng với đó là 200 kỹ sư, kỹ thuật sư tay nghề cao sẽ giúp cho ngôi nhà đẹp, kết cấu vững chắc và các thầy phong thủy chuyên môn cao giúp xem ngày giờ động thổ, hóa giải thế đất xấu cho khách hàng. Mắt Hôn có hệ thống nhà kho, bến bãi, tự nhập khẩu và sản xuất nguyên vật liệu mang thương hiệu Mắt Hôn vào công trình nên giá thành luôn rẻ và cạnh tranh. Mắt Hôn đã triển khai showroom nội thất, thiết bị vệ sinh và vật liệu xây dựng trên khắp cả nước, giúp khách hàng trực tiếp trải nghiệm, cảm nhận về chất lượng sản phẩm cũng như dịch vụ uy tín. Hỗ trợ khách hàng vay vốn ngân hàng lên tới 75% tổng giá trị công trình và chế độ bảo hành nhà dài hạn. Mắt Hôn đã đạt được nhiều giải thưởng danh giá, giải top 50 thương hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam, top thương hiệu sao vàng nước Việt, giải nhất cuộc thi thiết kế nhà đẹp toàn quốc và là thương hiệu được hàng ngàn khách hàng trên khắp cả nước tin tưởng đặt niềm tin trong suốt hơn 10 năm qua. Nhanh tay liên hệ tới Mắt Hôn qua số hotline 096 445 8888 hoặc 0828 133 333. Xây nhà không khó vì có Mắt Hôn. Xin chào tất cả quý vị trở lại kênh YouTube của Mắt Hôn. Ngày hôm nay thì Nhật An sẽ tiếp tục giới thiệu quý vị một mẫu nhà rất đẹp trong Mắt Hôn trực tiếp thiết kế. Đó chính là mẫu nhà của anh Nguyễn Thành Nhân ở Tân Phú Đông, Tiền Giang. Đầu tiên thì tôi sẽ giới thiệu sơ lược lại về tổng công ty của Mắt Hôn nhé. Mắt Hôn là công ty chuyên về thiết kế và thi công trọn gói nhà ở, kèm với đó là tư vấn phong thủy trên khắp cả ba miền đất nước Việt Nam. Dù quý vị đang miền Bắc, miền Trung hay miền Nam, đều có thể trực tiếp gọi đến số hotline của chúng tôi 096 445 8888, 08281 33333, 09240 99999 sẽ có nhân viên tư vấn cho quý vị. Trường hợp nếu quý vị đang ở nước ngoài không tiện để gọi số hotline này thì cũng có thể là chúng ta kết bạn Zalo số hotline và để lại lời nhắn thì nhân viên của chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ. Hoặc quý vị có thể truy cập website chúng tôi là masthome.vn, sau đó là chọn vào mục nhận tư vấn làm nhà này, rồi ta điền họ và tên, số điện thoại, chọn hạng mục cần tư vấn, mô tả nhu cầu của quý vị, rồi ấn vào yêu cầu tư vấn. Thì nhân viên của chúng tôi khi mà nhận được cái mẫu này cũng sẽ chủ động để liên hệ với quý vị nhé. Ở trên website chúng tôi thì chúng tôi sẽ có giới thiệu qua về các vật liệu của Mắt Hôn, ví dụ là sơn bột bã, thiết bị vệ sinh, đèn LED, cửa, thiết bị điện, sàn hợp không dầm, v.v. Rồi có giới thiệu thông tin nè, trụ sở nè, liên quan đến phong thủy của Mắt Hôn nữa. Chúng tôi sẽ có các gói là tư vấn phong thủy chuyên sâu, phong thủy theo tuổi, dịch vụ phong thủy thước lộ ban. Các số hotline của phong thủy là 092-774-8888, 092-924-5555. Ở bên dưới này là một số những cái mẫu nhà đẹp nha quý vị, kèm vào đó những công trình mà chúng tôi thiết kế và thi công trọn gói nè, rồi cả những công trình có việc thiết kế và thi công nội thất nữa.
Đây là những ý kiến của khách hàng đã từng đánh giá về Mắc Home cũng như là một số những cái kinh nghiệm làm nhà ha. Đây thì sẽ là những thông tin về trụ sở của Mắc Home. Tôi sẽ giới thiệu liên tục những thông tin này để quý vị, nếu mà chúng ta muốn trực tiếp đến trụ sở thì có thể ghé đến, ví dụ là quý vị đang ở miền Nam, có thể ghé đến trụ sở Mắc Home Hồ Chí Minh, số 162, 164 Cộng Hòa, phường 12 Tân Bình, hoặc có thể ghé đến trụ sở Mắc Home miền Tây, số nhà là 2701, khu dân cư Ngân Thuận, Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Đặc biệt với trụ sở Hồ Chí Minh thì đây cũng sẽ là showroom của Mắc Home, cho nên chúng tôi sẽ có trưng bày rất là nhiều những cái loại trang thiết bị trong nhà, cũng như là có đội ngũ kiến trúc sư có thể tận tình tư vấn cho quý vị khi mà đến trụ sở của chúng tôi nhé. Ở miền Trung, chúng tôi sẽ có trụ sở địa chỉ số 287 Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh. Còn miền Bắc có trụ sở Hà Nội, địa chỉ 180 Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội. Trở lại với ngôi nhà của anh Nhân thì đầu tiên tôi sẽ mời quý vị xem qua, đó chính là về ngoại thất của công trình này trước nhé. Đầu tiên thì nhìn tổng thể bên ngoài thì đây sẽ là công trình nhà vườn một tầng với thiết kế mái Nhật. Phong cách công trình này thì có nét tân cổ điển nhưng mà cũng có nét hiện đại luôn nhé. Đầu tiên thì có lẽ tôi sẽ nói đến là cái nét tân cổ của công trình này đi. Thì quý vị thấy đây, ngay mặt tiền luôn thì sẽ có một cái đường cong nè. Hay là nếu mà ta nhìn từ mặt bên thì quý vị thấy cũng sẽ có thiết kế những cái đường cong ở đây. Nói chung là những cái vị trí này khi có đường cong là một nét của tân cổ điển rồi. Ngoài ra thì ví dụ chiếc cột, quý vị thấy là có những cái đường chỉ nè, hay là cái màu cũng có cái tông màu vàng hộp phách, thì đây cũng là cái tông màu của phong cách tân cổ. Vậy thì phong cách hiện đại ở chỗ nào? Phong cách hiện đại ở chỗ là tổng thể công trình thì quý vị thấy là ngoại trừ những chi tiết em vừa nói thì còn lại là không sử dụng nhiều những chi tiết trang trí cầu kỳ, cũng như là màu sắc cũng khá là đa dạng, rồi ốp lát vật liệu cũng rất là nhiều, thì đây là nét đặc trưng của phong cách hiện đại nha quý vị. Với công trình này thì như tôi nói là màu sắc đa dạng là đầu tiên là từ cái phần mái ở bên trên rồi. Phần mái ở đây thì quý vị thấy là mái Nhật và chúng tôi sẽ lợp ngói có tông màu là nâu cà phê, và ở đây thì chúng tôi sẽ lựa chọn là ngói Brium kết hợp việc kè hợp kim siêu nhẹ. Về báo giá thì một chút xíu tôi cũng sẽ nói về cái phần ngói này. Còn tiếp theo về màu sắc có thể thấy đó chính là mảng tường. Mảng tường thì chúng tôi sẽ sơn màu trắng, còn bên dưới này sẽ sơn màu nâu, cũng là nâu cà phê nha quý vị, nhưng mà nó nhạt hơn so với phần mái bên trên. Bây giờ thì tôi sẽ mở quý vị xem file báo giá của Mắc Home. Công trình này xây dựng ở Tiền Giang nên tôi sẽ mở bảng báo giá thi công trọn gói miền Nam nhé. Đầu tiên về phần mái nè, sẽ là ngói Brium kết hợp viền kèo kim siêu nhẹ, chi phí là 680.000 đồng cho 1m2. Viền kèo siêu nhẹ đảm bảo trọng lượng và kết cấu bền chắc cho mái. Ngói được lợp chính xác rồi bản vẽ và được cố định bằng vít chuyên dụng. Còn phần sơn thì ở đây chúng tôi sẽ có chống thấm PU của Mắc Home 320.000 đồng cho 1m2, sơn nội ngoại thất Mắc Home 95.000 cho đến 105.000 đồng 1m2 nha quý vị. Và ưu điểm của sơn nội ngoại thất Mắc Home là bột bã siêu mịn, độ bám dính cao, chống thấm tốt, khả năng giữ bình màu cho lớp sơn phủ, mà sơn bình chắc láng mịn, chống rêu mốc bong tróc, không chứa chì và thủy ngân độc hại. Còn trở lại với công trình thì tiếp theo có lẽ là ta sẽ quan sát đó chính là về hệ thống cửa công trình này đi. Thì rất dễ dàng nhận thấy nè, cửa chính ở đây thì có hai vật liệu quý vị có thể sử dụng. Một là ta có thể sử dụng gỗ tự nhiên, trong đó có thể kể đến là miền Nam thường là gỗ căm xe, gỗ gõ đỏ, lim Lào v.v. Còn nếu như mà quý vị thấy là gỗ tự nhiên giá nó hơi cao so với chi phí tài chính của mình thì quý vị có thể đổi sang ta sử dụng là cửa thép vân gỗ ha. Thép vân gỗ là một dòng mà nó sẽ thay thế những cái dòng cửa gỗ tự nhiên. Tuy là về công tâm thì về cái hình dạng đục đẽo á, thì gỗ tự nhiên chúng ta sẽ đục đẽo được hoa văn cầu kỳ hơn. Ví dụ là hình hạt hoặc là trống đồng hoặc là những cái họa tiết phức tạp thì thật sự thép vân gỗ nó không thể làm được. Chỉ cái đó thì chỉ gỗ tự nhiên làm được thôi. Nhưng mà nếu xét về chi phí thì chắc chắn là thép vân gỗ nó lợi hơn. Chưa kể là về độ bền thì bây giờ các dòng thép vân gỗ bây giờ đời mới nó cũng khá là bền nha quý vị. Cho nên chúng ta cũng yên tâm trong quá trình sử dụng. Còn lại thì cửa sổ nè, quý vị thấy mặt tiền, mặt bên, cửa đi ở đây sẽ đều là cửa nhôm hệ sinh pha kết hợp kính. Và chúng ta lựa chọn tông màu sẽ là màu ghi ha. Cái mảng kính ở đây thường sẽ là kính cường lực. Còn bây giờ thì tôi cũng sẽ báo giá về hai cái khu vực này. Thì quý vị nhìn ở đây chúng ta có nè, cửa thép vân gỗ này ha, bền vững không công vênh, mối mọt chống cháy, chi phí là 4.200.000 cho đến 5.500.000 đồng cho 1m2.
Còn cửa nhâm hệ xuyên pha Việt Nam thì thiết kế đa dạng, phù hợp với phong cách, chống tràn, chống thấm nước, cách nhiệt chịu lực tốt, dễ dàng vệ sinh, giữ được hình thức lâu dài, chi phí là 2.100.000 cho đến 2.300.000 đồng cho 1 m² nha quý vị. Với công trình này thì cũng có một số những chi tiết nữa, đó chính là về vật liệu ốp lát. Quý vị thấy là bên dưới chân tường ở đây, những khu vực này thì chúng tôi sẽ ốp đá bóc. Rồi ở bên dưới những cái trụ cột thì cũng có nhiều phương pháp cho quý vị. Một là ta có thể ốp trực tiếp là granite. Granite thì chi phí là, đây tôi sẽ báo chi phí granite luôn. Granite nè, ốp đá granite là 1.500.000 đồng cho 1 m². Và cái ốp đá granite thì có một cái ưu điểm là cái tương nó lớn, cho nên chúng ta không có cảm giác thấy được rôn chỉ. Cho nên là bên cạnh khu vực này thì thường granite, ví dụ những cái khu vực sảnh này nè, người ta sẽ ưu tiên ốp granite, bởi vì khẩu lớn chúng ta cắt ra ta không có thấy cảm giác những viên gạch nó ghép nối với nhau. Tuy nhiên một lần nữa thì những vị trí này quý vị cũng có thể thay thế, đó chính là chúng ta có thể sơn giả đá nha quý vị. Có thể là sơn màu đen vân màu vàng hay này cũng được luôn. Nói chung là sơn giả đá là một cái giải pháp giúp chúng ta tiết kiệm hơn về chi phí. Còn về độ bền thì sơn giả đá công tâm thì có thể là nó thậm chí nó còn bền hơn so với ốp đá. Bởi vì ốp đá nếu mà chúng ta ốp không khéo thì cái keo một thời gian nó có thể bị lung lay, có thể bị sức nẻ. Còn với sơn giả đá thì chúng ta không phải lo về vấn đề này. Cuối cùng thì tôi sẽ nói đến, đó chính là quý vị nhìn góc độ này đi. Công trình có một ưu điểm là có phần cổng, tường bao, sân vườn rộng rãi xung quanh, khá là lý tưởng. Còn ở ngay vị trí này chúng tôi cũng thiết kế mảng xanh nữa, mặt tiền nè, mặt bên nè, rất là nhiều luôn, giúp góp phần mang đến sinh khí hơn cho công trình. Còn bây giờ thì tôi sẽ đọc đến, đó chính là hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công của ngôi nhà ha. Đầu tiên, một lục bản vẽ kiến trúc ngôi nhà anh Nhân sẽ có tổng cộng 30 trang. Nói chung là số trang không nhiều, bởi vì hồ sơ này là công trình nhà vườn một tầng thôi, mà phong cách cũng không phải là thuần tân cổ điển, cho nên là không có nhiều chi tiết trang trí, cho nên số trang sẽ ít lại. Đây sẽ là mặt bằng định vị công trình nè, tổng quan công trình nhà anh Nhân ha. Và quý vị thấy từ mặt tiền ra phần đường phía trước tầm khoảng là hơn 6 m, còn từ đường mà đến cuối khu đất là 46 m, còn chiều ngang sẽ là 22 m nha quý vị. Xét về hoa tiêu của chữ B ở đây, ta thấy là công trình hướng xuống bên dưới, hướng qua bên phải. Bên dưới sẽ là hướng nam, bên phải sẽ là hướng đông. Quý vị có thể xác định được rất rõ, ví dụ hướng bắc là hướng bên trên thì chắc chắn đối diện ở dưới sẽ là hướng nam, bên phải ở đây sẽ là đông và bên trái sẽ là hướng tây. Vậy là công trình này sẽ nằm ở hướng đó chính là đông nam. Bây giờ thì tôi sẽ xem mặt bằng bát trạch phong thủy của công trình. Thì quý vị thấy nè, bốn hướng tốt của gia chủ là đông, đông nam, nam và bắc. Vậy là ngôi nhà này là đặt rất là hợp với hướng tốt luôn, bởi vì nó sẽ hướng đông nam ha. Bản mệnh trắng xám vàng nhạt, tương sinh nâu vàng đậm, tương khắc tím cam đỏ hồng. Vậy là công trình này nó đầy đủ tất cả những gam màu tốt cho gia chủ luôn. Ví dụ trắng xám vàng nâu, quý vị nhìn lại sẽ thấy nè, đầu tiên là cái màu trắng đi, thì màu trắng quá rõ ràng rồi ở những vị trí này. Xám là có thể là những vị cửa nè, vàng thì đây những cái tông vàng hổ phách, và nâu là từ phần mái đến cửa chính rồi đến tường sơn ở đây đều màu nâu. Vậy là công trình này phải nói là thiết kế rất là hợp cho tuổi mệnh của gia chủ. Tiếp theo thì chúng ta sẽ xem đến, đó chính là hình ảnh thực tế của công trình chúng ta chụp lại được bằng flycam. Thì đây là khu đất của công trình ha. Thì có một cái lời khen dành cho khu đất này rất là nhiều, đó chính là quý vị nhìn xung quanh đi, có rất là nhiều những cái hàng cây này, có thể hàng cây tự nhiên hoặc là những cây đã có đã trồng từ trước, cho nên là chính bản thân nó sẽ mang đến sinh khí khá là nhiều cho công trình sau khi chúng ta xây dựng xong. Ngoài ra khi xây dựng xong thì chắc chắn là gia chủ có thể muốn làm sân vườn nữa, thì chắc chắn là sẽ trồng thêm những loại cây rồi, thì đây cũng là một điều vô cùng lý tưởng. Bây giờ thì tôi sẽ đọc đến, đó chính là về mặt bằng của công trình này. Thì quý vị nhìn vào đây sẽ thấy nè, chiều dài ngôi nhà sẽ là 17.1 m, chiều rộng là 9.9 m, về diện tích thiết kế là 175 m². Công năng có một phòng khách, một phòng bếp ăn, một phòng thờ, có 1, 2, 3, 4 phòng ngủ ha. Trong đó phòng ngủ số 2 ở đây là phòng master, sẽ có nhà vệ sinh khép kín bên trong. Có một khu vực tắm, khu vực xí, chúng ta sẽ bố trí tách biệt ở bên ngoài. Lối tiếp cận thì cửa hậu và cửa chính nằm hoàn toàn lệch một bên, không phạm vào quan thông môn xuyên đường sát. Nói chung là về phong thủy thì công trình này em thấy là cũng khá là được đảm bảo. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau xem qua, đó chính là về mặt bằng bóc mái của công trình này. Thì đây là hình ảnh bóc mái nè, quý vị có thể thấy không gian phòng khách nè, bếp nè, tất cả không gian phòng ngủ ha, và phòng thờ ở vị trí này.
nhà vệ sinh, khu vực labo, tắm đứng v.v. Cái điều mà An chú ý nhất có lẽ là An thấy là về cái phần sàn. Quý vị thấy là mỗi khu vực cái sàn nó khác nhau. Ví dụ ở những không gian chung ở bên ngoài thì sàn sẽ là, An đoán sẽ là granite và có tông màu là màu trắng. Còn lại ở trong phòng ngủ thì một quý vị có thể ốp gỗ luôn, hai là chúng ta có thể ốp gạch giả gỗ ha. Thì cái màu gỗ là cái màu nâu, thuộc ra màu nóng, cho nên cảm giác chúng ta nhìn vào dễ chịu, ấm cúng và giấc ngủ chúng ta sẽ ngon hơn. Còn ở những khu vực của nhà vệ sinh nè, thì chúng tôi sẽ ốp ở đây đó chính là gạch chống trơn nha quý vị. Ốp gạch chống trơn sẽ đảm bảo là ví dụ là nhà chúng ta có trẻ em hoặc người lớn tuổi thì cũng an toàn hơn rất là nhiều. Còn đây là nhìn từ góc độ khác để chúng ta quan sát được cả về nội thất. Quý vị thấy trong không gian phòng khách sẽ là bộ ghế với thiết kế là khung gỗ sồi, điểm ngồi sẽ bọc vải nỉ. Ở đây là một chiếc bàn trà và đặc biệt là An thích cái thiết kế này, một cái kệ tivi kết hợp với cái lam phía sau để phân chia giữa không gian phòng khách và phòng bếp. Còn tiếp theo thì đây là không gian bếp nè. Thì quý vị thấy không gian bếp chúng tôi sẽ đặt đầu tiên là một cái kệ tủ bếp ha. Kệ tủ bếp này sẽ được thiết kế là có hình chữ L. Còn đây sẽ là vị trí bàn ăn. Mặt bếp và tường bếp chúng tôi sẽ đều ốp đá. Còn phần cánh ở đây quý vị thấy tủ bếp trên, tủ bếp dưới chúng tôi sẽ đều sơn màu trắng. Còn bây giờ ta sẽ đến những không gian cá nhân là phòng ngủ ha. Quý vị thấy ở đây từng phòng ngủ đều đặt một chiếc giường và tủ quần áo, bàn trang điểm. Nói chung là mọi thứ rất là tươm tất để có thể mang đến một cuộc sống thoải mái nhất cho chủ nhân căn phòng. Và ưu điểm nữa là phòng nào cũng có cửa sổ ha. Đây là cái yêu cầu gần như là bắt buộc để giúp cho không gian trong phòng ngủ luôn luôn có sinh khí. Còn bây giờ tôi sẽ đọc tiếp đến đó chính là mặt đứng công trình này. Quý vị thấy nè, có số 0 định của mái ở đây sẽ là 7m, sàn đến sàn mái sẽ là 4,1m. Ngược lại có số 0 xuống lại sơn là 1050mm nha quý vị. Ở đây thì chúng tôi có ký hiệu chỉ âm tường 30 x 15mm, cách đều nhau là 700mm ở vị trí này. Chứ cái đường chỉ này thì có thể nó không liên quan đến công năng nhưng nó liên quan đến tính thẩm mỹ. Nó sẽ giúp cho công trình nhìn đẹp hơn rất là nhiều nha quý vị. Còn về chiều cao công trình thì em nghĩ là 4,1 cũng là con số thoải mái, giúp cho chúng ta di chuyển rất là tiện ở bên trong. Ngoài ra thì quý vị có thể tham khảo là 3,9 hoặc là 4,2m nhé. Bên dưới này sẽ có tổng cộng là 8 cái ô hình chữ nhật tướng vật liệu màu sắc khác nhau. Ví dụ ốp đá granite, ốp gạch thẻ Việt Nhật, ốp đá granite nè, rồi ốp đá chẻ v.v. Tất tần tật chúng tôi sẽ đều ký hiệu ở đây. Còn bây giờ thì tôi sẽ đọc tiếp đến đó chính là về mặt cắt của công trình này. Thì đây tôi sẽ đọc mặt cắt này đi. Quý vị nhìn thấy rất rõ là trần trần thạch cao. Tường, nguyên cái mảng tường ở đây chúng tôi sẽ ốp gạch lên đến cao kịch trần. Cái việc ốp gạch lên trên tường thì bây giờ rất là phổ biến ở nhiều công trình, đặc biệt những công trình ở miền Tây Nam Bộ. Thì người ta rất là thích ốp gạch lên tường. Bởi vì sao? Bởi vì miền Tây thì đôi khi nha, trời khá là nóng. Cho nên cái việc chúng ta ốp gạch lên, thứ nhất là trang trí nó đẹp và thứ hai nó cũng giúp giảm cái nhiệt độ. Bởi vì ta sờ vào gạch thường lúc nào cũng thấy mát. Cho nên là nếu người ta ốp gạch lên tường như thế này thì căn nhà bước vào cũng cảm giác mát mẻ hơn. Còn ở đây trần thạch cao, quý vị thấy là chúng tôi cũng sẽ có một cái lối chừa để có thể lên thăm mái. Gia chủ hay tận dụng cái không gian tầng áp mái này để ta làm ví dụ là như một cái nhà kho thì vẫn được. Tiếp theo thì tôi sẽ xem đến đó chính là về, để tôi xem ha, mặt chi tiết vệ sinh của công trình nè. Quý vị thấy ở đây đầu tiên là mặt bàn chi tiết vệ sinh nè. Bên trong có đầy đủ lavabo, toilet, khu tắm đứng. Phía bên này thì sẽ có toilet và lavabo. Rồi đây là mặt bằng chi tiết của công trình tắm ha. Nói chung là khu vực vệ sinh và tắm được tách biệt ra như thế này thì em nghĩ là cũng là một thiết kế hay. Nó giúp chúng ta tận dụng được tối đa được không gian, cũng như là trong cùng một thời gian thì ví dụ là người thì đứng sử dụng labo, người vào nhà tắm, người thì vào khu vực toilet thì cũng quá là hợp lý. Còn tiếp theo nữa thì tôi sẽ để xem lên mặt cắt. Mặt cắt thì quý vị thấy chữ NW không ạ? NW viết tắt của chữ nền, nền WC, tức là nền nhà vệ sinh. Thì quý vị thấy bên dưới sẽ có cát len tôn nền, bê tông gạch vỡ, lớp vữa xi măng. Trên cùng mới là gạch ceramic chống trơn, màu nhĩ sáng, kích thước là 300x300. Ở trên tường ở đây chúng tôi cũng sẽ ốp gạch lên đến kịch trần. Và ở những vị trí này chúng tôi vẫn sẽ làm trần thạch cao nha quý vị. Bây giờ tôi đọc đến hồ sơ kết cấu công trình này để xem là công trình xử lý loại móng gì. Thì nhìn mặt bằng móng quá dễ để thấy là công trình xử lý là móng cọc bê tông cốt thép, tiết diện là 250x250mm. Ở đây chúng tôi sẽ xử lý là có 32 cọc nha quý vị. Vì sao lại lựa chọn móng cọc cho công trình nhà vườn một tầng?
Thì đây sẽ là câu trả lời. Quý vị có thể thấy rất rõ luôn, đó là khi mà chúng ta chụp lại khu đất thì địa chất ở đây là đất nó sẽ hơi lún ha, nó là kiểu đất bùn mà. Và công trình này được xây dựng ở, quý vị biết rồi, tỉnh miền Tây Nam Bộ, cho nên là cái việc mà gần cái khu vực này mà nó có thể có con sông suối hoặc là mảnh đất ngầm nó chảy bên dưới là chuyện hoàn toàn bình thường. Cho nên với một khu đất bùn lầy như thế này thì cái việc lựa chọn móng cọc là vô cùng cần thiết. Còn nếu trường hợp cũng là ngôi nhà này mà chúng ta xây dựng ở một cái nơi mà đất chắc chắn hơn thì hoàn toàn có thể thi công móng đơn hoặc móng băng. Và cuối cùng thì tôi sẽ đọc đến là hồ sơ điện nước của công trình ha. Ngày hôm nay thì có lẽ là tôi sẽ xem về nước đi. Bình thường thì nói phần điện khá là nhiều rồi. Hôm nay thì tôi sẽ nói về phần nước. Đó chính là mặt bằng cấp nước của tầng 1. Quý vị thấy những cái đường nước cấp nè, là BCD25 nè, thì sẽ là đường cấp nước khu vực hoặc giếng gia đình lên bồn inox máy. BPR25 cấp từ bồn inox xuống. Thì đây sẽ là khu vực của máy nước nóng năng lượng mặt trời. Thì đây, những cái đường nước liền sẽ là đường nước lạnh, đường đứt khúc sẽ là đường nước nóng. BPR25 cấp từ thái dương năng xuống. Tình tật chúng tôi ký hiệu rất rõ ràng. Vậy là ngày hôm nay Nhật An vừa giới thiệu quý vị mẫu nhà của anh Nhân ở Tiền Giang, một mẫu nhà vườn. Tin chắc rằng nhiều quý vị sẽ quan tâm. Nếu quý vị nhu cầu thiết kế và thi công trọn gói, đừng ngại liên hệ ngay Mắc Home qua số hotline 0964588888, 0821333, 0924099999. Sẽ có nhân viên tư vấn cho quý vị. Đừng quên nhấn like, subscribe, chuông thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất của chúng tôi. Còn bây giờ Nhật An xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.